Cá lăng là một loại cá nước ngọt xuất phát từ miền Tây Nam Bộ. Cá lăng là nguyên liệu được yêu thích trong nội trợ, không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà nó mang lại, mà còn nhờ các thành phần dinh dưỡng có trong thịt cá. Cá lăng tính bình, vị ngọt, có tác dụng thông lợi tiểu, thịt cá mềm, thơm, ngon, ít xương răm, giàu chất dinh dưỡng. Cá lăng là một cái loại cá mà nó có cái da nó trơn, da nó không có vẩy, mà cái lớp dày nó không có vẩy, nó trở thành một cái lớp dày nó liền với nhau, là cái cá trơn. Nó sống ở các cái sông nước ở rất nhiều nơi, ở cái vùng châu Á, vùng châu Phi, một số các cái vùng sông hồ là đều có. Và Việt Nam của chúng ta rất có rất nhiều, có ở cái ngã ba sông của Việt Trì, có rất nhiều nơi ở chỗ cá lăng. Thì nó là một trong những cái loại cá mà da trơn. Và cái cá da trơn mà có tên là cá lăng này thì nó có rất nhiều loại, nó có tới 254 loại mà khác nhau rất nhiều, khác nhau về kích thước, kích cỡ các cái cá, từ cái màu sắc của con cá nó có khác. Thì cá lăng là một cái loại cá mà cho rất nhiều các cái loại dinh dưỡng, cho cái omega 3, rồi cho các cái, trong đó có nhiều các cái chất dinh dưỡng mà rất tốt cho cái xương, cũng như là cho những protein, những cái acid amin nó cần, rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Thì cá lăng là một cái loại cá mà thường được sử dụng làm các cái món ăn đặc sản. Khi sử dụng cá lăng thì đầu tiên là cái cá phải tươi và có cái nguồn gốc, là có thể là mới mua được, nó còn chưa bị, có thể để đông lạnh thì phải bảo quản đã đành rồi. Cái thứ hai là phối hợp thì nó phải có nhiều các cái loại mà cái gia vị khác để làm thành các cái món ăn ngon. Trong đó nó có hành, nó có thì là, nó có gừng, nó có các cái lá và vân vân. Tức là những cái nhà làm về nhà hàng ấy, thì đây người ta có cái kinh nghiệm. Cá lăng thường ăn mồi sống, tôm tép, cá con và phù du. Khi ẩn mình trong hang, thường nhẩn nha ăn rêu bám trên vách đá. Đó cũng chính là lý do để thịt cá săn chắc và thơm ngọt. Cái giá trị dinh dưỡng của trong cá lăng thì nó rất cao. Tôi vẫn vừa thừa nói, trong 100 cá lăng ấy thì cái protein ở trong cá lăng nó rất là cao, có thể đến 6-7-10 gram là cái protein. Ngoài ra có lipid và thêm các cái muối khoáng khác. Vậy thì cá lăng là cái cá mà có nhiều các cái axit amin, và từ cái axit amin ở trong cá lăng ấy thì nó có giá trị. Cái thứ nhất là cái chế độ dinh dưỡng nó cho chúng ta nhiều calo. Cái thứ hai nữa là nó có nhiều cái thành phần omega 3, omega 6 là chắc cho cái xương nó chắc khỏe. Và như vậy thì đây là một cái thực phẩm mà có thể là mang lại cái lợi ích về dinh dưỡng là rất cao. Và từ cái lợi ích dinh dưỡng cao này thì đương nhiên là cái kinh tế nó cũng sẽ rất là cao ạ. Ở đây chúng ta cũng biết là cũng nhiều cái nhà hàng người ta hay sử dụng cái cá lăng, và cái cá rất là đắt tiền. Cá lăng lại từ đến vài trăm nghìn, 300-400 nghìn đến 500-600 nghìn một cái cân cá lăng nếu như đến vào cái mùa. Và từ ở đây thì các cái nhà hàng người ta cũng sẽ chế biến thành nhiều các cái món ăn khoái khẩu. Có thể người ta làm các cái nồi lẩu cá măng, có thể một số các cái lá, ví dụ là cái lá có thể là người ta dùng măng chua này, hoặc người ta làm thành cái chả cá lã vọng này, người ta làm nhiều, chế biến thành nhiều cái món ăn khoái khẩu trong các cái nhà hàng ạ. Vâng. Cá lăng trở thành loại cá đặc sản quý hiếm có giá trị cao. Cá lăng chứa nguồn đạm với đủ các loại axit amin bổ dưỡng và cần thiết cho cơ thể con người, như lysine, tryptophan, methionine, tyrosine hay cytine. Thịt cá lăng ngon nên chế biến kiểu gì cũng ngon và độc đáo. Với hương vị thơm ngon riêng biệt của mình, cá lăng được chế biến thành rất nhiều loại món ăn khác nhau. Chúng ta có thể dùng cá lăng để chế biến lẩu, cá lăng kho, cá lăng chiên hay cá lăng sốt, tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Ngay đến bộ phận lòng cá và trứng cá cũng có thể chế biến được thành những món ăn vô cùng hấp dẫn. Hôm nay, chương trình Ngon và Lành sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn thực hiện món lòng cá lăng chấm rau đồ. Thì
Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Phùng Văn Đà, tôi làm bếp trưởng ở nhà hàng Vườn Vải. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị khán giả là món lòng cá chấm rau đồ. Lòng cá chấm rau đồ gồm có những cái nguyên liệu như hành, cà chua, nước mắm, hạt tiêu, sả, giềng, hạt nêm, gừng, ớt và hành. Và đây là nguyên liệu của lòng cá. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế biến cái món lòng cá nấu chấm rau đổ. Bước đầu tiên là mình bật bếp ra. Bật bếp. Mình cho dầu vào. Đây mình thái thành để cho vào phi trước. Mình thái hành mình cho vào chảo dầu xong mình phi hành cho hành thơm lên. Sau khi hành đã thơm mình cho cà chua vào trước, cà chua mình thái đã thái sẵn rồi. Sau khi cà chua đã mềm, đây là cái lòng cá, ta cho vào đảo cùng với cà để cho ngấm gia vị. Cái lòng cá người ta trước khi làm mọi người nên rửa sạch trong bao thái ra, trong bao trần qua nước sôi, chúng ta lại rửa lại một lần nước nữa để cho lòng cá vừa sạch mà vừa có độ giòn của lòng cá. Nhưng nhớ mọi người trần nên trần tới chín tới, đừng trần chín quá thì cái lòng cá nó sẽ mất cái độ giòn của lòng cá. Bây giờ lòng cá đã xào đã ngấm gia vị rồi, chúng ta nên đậy vung vào để chờ trong mấy phút cho lòng cá ngấm. Bây giờ lòng cá chín rồi. À, lòng cá ta đã xào ngấm gia vị rồi, ta úp vung lại để cho lòng cá ngấm gia vị và để trong chờ trong ít phút. Trong lúc chờ đợi lòng cá chín, chúng ta nên chuẩn bị cái đồ cho vào gia vị vào lòng cá: hành hoa, thì là rau răm mình nên thái nhỏ. Hành hoa và rau răm mình nên thái nhỏ. Sau đây là cái sả băm sẵn rồi, lòng cá đã ngấm gia vị rồi, ta cho thêm một ít sả băm sẵn và ớt băm sẵn để cho vào lòng cá. Đây là sả và ớt băm nhỏ, ta cho vào nồi lòng cá. Và ta thêm một ít giềng xay nữa, ta thêm một ít giềng xay cho cùng vào về. Sau đó ta đã đều lên. Còn đây là cái trứng cá. Bây giờ là trứng cá thì lúc cái gia vị ngấm rồi mình sẽ cho trứng cá vào. Với trứng cá này thì lúc mình làm cá ra thì là mình lấy trứng cá ra mình để ra một cái giỏ đó, mình không cần sơ chế vì trứng cá trong mình không nên, mình chỉ cho ra cái giỏ cá thì là dốc nước là trứng cá nó sạch rồi, chứ trứng cá mình không cần phải sơ chế. Mình tiếp tục đảo đều cho gia vị ngấm vào các
tiếp sau sau đây là cái lòng cá đã ấm gia vị rồi, mình thêm một chút tương ớt cho thêm vào lòng cá. Để tạo cái tương ớt vừa tạo độ màu và có cái độ se se cay của cái lòng cá. Cái tương ớt để vào thì cho cái màu lòng cá rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, trứng cá. Trứng cá nổi lên. Bây giờ lòng cá đã ngấm rồi, mình thêm một chút nước vào. Sau khi lòng cá đã chín và mình chuyển cho rau hành chăm thì là thái nhỏ cho vào đây để ăn cùng với rau đồ. Đây là tiếp theo cái bát hành phi mình đã trao sẵn rồi. Mình đã trao vàng rồi, mình cho thêm một chút hành phi vào. Mình gói đều nữa. Cuối cùng là cái bát bột rong. Mình làm độ sánh cho cái nước. Đây là bột rong, mình có khả năng là mua ở các cửa hàng khô để mình hòa cho thêm vào để làm cái độ sánh của cái của nồi nước nước lòng cá này nè. Mình chỉ cho độ sánh thôi chứ đừng mình cho đặc quá thì bây giờ lòng cá đã chín, chúng ta sẽ múc ra bát. Sau khi ta đã múc ra lòng cá chín, chúng ta múc ra bát rồi, chúng ta cùng ăn cùng mấy cái rau đồ gọi là lòng cá chấm rau đồ. Cái rau đồ này thì thường có là hoa chuối, rau ngót, xà lách, lá đu đủ để chúng ta ăn cùng mấy lòng cá. Vừa rồi tôi đã hoàn thành món lòng cá chấm rau đồ. Tôi chúc quý vị và các bạn hoàn thành món lòng cá chấm đồ tại nhà. Và xin chào và hẹn gặp lại.